Mỹ không báo trước Iraq về đợt tập kích vào lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận không báo trước cho Iraq về đợt tập kích mục tiêu Iran ở nước này. Bác thông tin trước đó từ Nhà Trắng. Không có thông báo trước, chúng tôi thông báo cho phía Iraq ngay sau khi tiến hành tập kích. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel nói ngày 5 tháng 2, chính phủ Iraq cũng như mọi quốc gia khác trong khu vực hiểu rằng Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả khi binh sĩ của chúng tôi không qua khỏi. Quân đội Mỹ ngày 2 tháng 2 tập kích hàng loạt mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo Iran cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Đây là lần đầu Mỹ mở chiến dịch tập kích cùng lúc nhằm vào mục tiêu ở hai quốc gia này. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby tối ngày 2 tháng 2 cho biết Mỹ đã báo trước thông tin tập kích cho chính phủ Iraq khiến Baghdad giận dữ. Tôi trả lời bằng thông tin tôi được cung cấp lúc đó, ông Kirby nói ngày 5 tháng 2. Thông tin không được cụ thể và tôi rất tiếc vì gây ra nhầm lẫn. Đợt tập kích ngày 2 tháng 2 nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani một tuần trước đó, khiến ba binh sĩ nước này không qua khỏi. Washington cáo buộc các nhóm dân quân thân Tehran thực hiện cuộc tập kích và cam kết đáp trả. Iran bác bỏ cáo buộc này. Chính phủ Iraq và Syria nói rằng đợt không kích khiến nhiều dân thường không qua khỏi. Lên án đây là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai quốc gia. Iran cũng chỉ trích Mỹ phạm sai lầm chiến lược, làm gia tăng căng thẳng và bất ổn tại Trung Đông. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc và Ryder Rider ngày 5 tháng 2 cho biết, thông tin ban đầu cho thấy đợt tập kích không khiến công dân Iran nào cùng qua khỏi, thêm rằng có thể có tổn thất khác và không đều chi tiết. Giới chuyên gia quân sự nhận định, chính quyền Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi trước cuộc không kích, bao gồm tấn công đủ mạnh để thể hiện quyết tâm trả đũa nhưng không gây thiệt hại lớn tới mức các đối thủ quyết định leo thang đáp trả. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Benzia ngày 5 tháng 2 cho rằng Tổng thống Biden ra lệnh tập kích trả đũa để cải thiện hình ảnh trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang nóng lên. Nga, Trung cáo buộc Mỹ đổ dầu vào lửa tại Trung Đông. Nga và Trung cho rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria khiến xung đột Trung Đông thêm phần nghiêm trọng. Rõ ràng các cuộc không kích của Mỹ đều có mục đích và được tính toán nhằm đổ thêm dầu vào lửa trong xung đột ở Trung Đông. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ ngày 5 tháng 1. Đại sứ Trung Quốc Trương Quân chia sẻ quan điểm với phía Nga khi cho rằng hành động của Mỹ chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm vòng xoáy bạo lực kiểu ăn miếng trả miếng ở Trung Đông. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi quân đội Mỹ tập kích hàng chục mục tiêu ở Iraq và Syria ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 2 nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordani khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng hôm 28 tháng 1. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những đơn vị tinh nhuệ của Iran và các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn dẫn đến lo ngại cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang diễn ra ở Gaza có thể mở rộng thành xung đột khu vực. Rosemel Di Carlo, phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị và hòa bình, kêu gọi tất cả các bên lùi xa bờ vực và tính đến cái giá không thể lường trước về nhân mạng và tổn thất kinh tế nếu xung đột nổ ra ở Trung Đông. Tôi kêu gọi hội đồng tiếp tục tích cực tham gia cùng tất cả các bên liên quan để ngăn chặn căng thẳng leo thang và ngày càng trầm trọng, gây tổn hại hòa bình và an ninh khu vực. Ông Di Carlo nói. Iraq, Iran và Syria lên án các cuộc không kích của Mỹ. Iran cũng phủ nhận liên quan tới cuộc tấn công và căn cứ Mỹ ở Jordani. Bất kỳ nỗ lực và quy kết những hành động này cho Iran hoặc lực lượng vũ trang của chúng tôi đều là sai lầm, vô căn cứ và không thể chấp nhận được. Đại sứ Iran Amir Said Aravani nói trong cuộc họp hội đồng. Ông tuyên bố nếu Iran phải đối mặt với bất cứ mối đe dọa, của tấn công hay hành vi gây hấn nào ảnh hưởng đến an ninh, Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện các quyền vốn có để đáp trả quyết liệt. Nhà Trắng hôm ngày 4 tháng 2 cho biết Mỹ sẽ tăng cường hành động đáp trả các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Mỹ không mong xảy ra thêm xung đột trong khu vực khi chúng tôi đang tích cực nỗ lực ngăn chặn và xuống thang xung đột ở Gaza. Phó đại sứ Mỹ Robert Wood cho hay, chúng tôi không mong muốn xung đột trực tiếp tới Iran, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ quân nhân Mỹ trước các cuộc tấn công không thể chấp nhận được. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về căng thẳng leo thang ở Trung Đông Theo phóng viên Việt Nam tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary Di Carlo cảnh báo về các vụ tấn công gia tăng tại nhiều nơi ở Trung Đông đang khiến nguy cơ tính toán sai lầm thêm cận kề, đồng thời hối thúc hành động khẩn cấp để hạ nhiệt căng thẳng. Bà Rosemary cho hay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang và tính toán sai lầm kể từ khi xung đột giữa phong trào Hamas và Israel đẩy khu vực này vào trào lửa. Theo quan chức Liên Hợp Quốc, các vụ tấn công diễn ra gần như hàng ngày trên khắp Trung Đông, trong đó có khoảng 165 vụ tấn công vào các cơ sở Mỹ ở Syria và Iraq, châm ngòi cho chiến dịch không kích đáp trả của Mỹ nhằm vào hai nước này. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun tuyên bố lịch sử đã chứng minh sử dụng các biện pháp quân sự sẽ không mang lại bất cứ giải pháp nào cho những căng thẳng ở Trung Đông. Ông Zhang Jun hối thúc các bên biết kiềm chế, tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, chấm dứt các hành động quân sự phi pháp và không để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Mấu chốt của vấn đề hiện nay là chưa có một lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh mọi quốc gia cần phải cam kết theo đuổi mục tiêu chung là đảm bảo ổn định khu vực. Về phần mình, đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Vương quốc Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward tuyên bố Anh hoàn toàn ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đảm bảo và duy trì hòa bình an ninh quốc tế, trong đó có hòa bình và an ninh ở Iraq và Syria. Trước căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ đang leo thang, các công ty viễn thông và chính phủ Yemen được Liên Hợp Quốc công nhận cảnh báo nguy cơ lực lượng Houthi tấn công vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở Biển Đỏ, đặc biệt là một số hệ thống dây cáp ngầm nằm cách mặt nước chỉ 100 mét. Ngày 4 tháng 2, các công ty viễn thông liên kết với chính phủ Yemen được Liên Hợp Quốc công nhận cho biết, họ lo ngại rằng lực lượng Houthi đang lên kế hoạch phá hoại mạng lưới cáp Internet ngầm ở dưới biển tại Biển Đỏ. Mạng lưới dây cáp này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối internet của phương Tây cũng như việc truyền tải dữ liệu tài chính. Cảnh báo này được đưa ra sau khi kênh Telegram liên kết với Houthi công bố bản đồ các tuyến cáp chạy dưới biển đỏ. Theo hình ảnh được đăng tải kèm theo dòng thông điệp cho biết đã có bản đồ các tuyến cáp ngầm quốc tế nối tất cả các khu vực trên thế giới qua biển đỏ. Có vẻ như Yemen nằm ở một vị trí chiến lược khi các đường dây internet kết nối các lục địa chứ không chỉ là một vài quốc gia. Yemen Telecom cho biết, họ đã nỗ lực cả về mặt ngoại giao và pháp lý trong vài năm qua để thuyết phục các liên minh viễn thông quốc tế toàn cầu không thực hiện bất cứ thỏa thuận nào với Houthi, vì điều đó sẽ đem lại cho nhóm vũ trang này kiến thức về cách hoạt động của các tuyến cáp ngầm. Ước tính, khoảng 17% lưu lượng truy cập internet trên thế giới nằm ở các đường ống cáp quang dưới biển đỏ. Ở trong một tuyên bố, tổng công ty viễn thông Yemen lên án các mối đe dọa của lực lượng Houthi nhắm vào các tuyến cáp ngầm quốc tế. Công ty này cảnh báo những đường cắp ngầm đi qua biển đỏ tới Ai Cập thường chỉ dày tương đương với ống phun nước và dễ bị hư hại do neo tàu hoặc là động đất. Một trong những tuyến cắp ngầm có tầm quan trọng chiến lược nhất là tuyến Á Phi Âu AE1 dài 25.000 km chạy từ Đông Nam Á đến Châu Âu qua biển đỏ. Trong một báo cáo công bố vào tuần trước, các nhà phân tích tại diễn đàn An ninh Vùng Vịnh cho rằng các tuyến cắp ngầm vẫn được đảm bảo an toàn chủ yếu do công nghệ tương đối kém phát triển của Houthi. Lực lượng này có thể tấn công tàu thuyền trên mặt nước bằng tên lửa và tàu cao tốc nhưng họ chưa bao giờ phát triển một lực lượng hải quân hoặc thủy quân lục chiến được đào tạo bài bản. Houthi cũng thiếu tàu lặn cần thiết để tiếp cận dây cáp. Tuy nhiên nếu có cơ hội, lực lượng Houthi có thể điều chỉnh một số chiến thuật hàng hải của mình để nhắm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quan trọng. Lực lượng Houthi, những người đã trải qua khóa huấn luyện thợ lặn chiến đấu, có thể sử dụng phương pháp tấn công tương tự và có kho mìn hải quân để làm hỏng dây cáp. Bộ trưởng Bộ Thông tin trong chính phủ Yemen là Muammar al-Eriani cho biết, Houthi đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của thế giới. Người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdul Salam nói rằng lực lượng này sẵn sàng sử dụng các chiến thuật mới để ngăn chặn hành động gây hấn của liên quân Mỹ Anh nhằm vào Yemen. Theo ông Salam, quyết định hỗ trợ Gaza của Houthi là chắc chắn và có nguyên tắc cũng như sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ cuộc tấn công nào. Đồng thời nhấn mạnh rằng với năng lực quân sự của Yemen, lực lượng này không dễ bị tiêu diệt. Theo người phát ngôn của Houthi, năng lực của lực lượng này đã được xây dựng qua nhiều năm chiến tranh khắc nghiệt Tại vì leo thang và khơi dậy một mặt trận mới trong khu vực mỹ và anh nên lắng nghe dư luận quốc tế yêu cầu israel dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự ở giải gaza và dỡ bỏ cuộc bao vây ở giải đất này